Chào mừng các bạn lại trở lại bản tin Hi News ngày hôm nay cùng với Kai. Và như mọi khi chúng ta sẽ cùng nhau ngồi lại để mà cập nhật về những thông tin đáng chú ý trong ngày. Ok, hãy bắt đầu video thôi nào. Qualcomm ra mắt Snapdragon 690. Mỹ tiếp tục trừng phạt Huawei, Trung Quốc không dám trả đũa. Tin rất buồn cho những ai đang đợi mua iPhone 12. Asus ROG 3 lộ thiết kế. Top 5 smartphone bán chạy nhất thế giới quý 1 Apple dẫn đầu. Qualcomm mới đây đã vừa mới công bố chip Snapdragon 690 và đây là sản phẩm đầu tiên trong chip Series 6 và được hỗ trợ mạng 5G, hứa hẹn sẽ phổ cập chuẩn mạng nhanh nhất cho những chiếc smartphone tầm trung trong năm nay. Ngoài hỗ trợ 5G thì hiệu suất CPU tốt hơn 20% và render nhanh hơn 60% so với Snapdragon 675 là những điều mà con chip mới sẽ có. Thêm vào đó thì Snapdragon 690 vẫn duy trì thiết kế 2 nhân hiệu nâng cao và 6 nhân tiết kiệm điện năng. Ngoài 5G thì một vài tính năng cao cấp khác cũng được lần đầu tiên đưa xuống dòng 6 series, đó chính là hỗ trợ màn hình 120Hz, quay video 4K HDR, camera độ phân giải tới 192MP, hoặc là thiết lập camera kép 32 hoặc 16MP. Sau khi Mỹ sửa đổi các quy định về việc là kiểm soát xuất khẩu nhằm chặn đứng việc cung cấp chip của Huawei, thì hiện tại Trung Quốc vẫn chưa có bất kỳ một động thái nào về việc trả đũa lại những công ty Mỹ tại Trung Quốc. Và có vẻ như là hiện tại Trung Quốc đã có vẻ sợ Mỹ rồi đây chăng? Bắc Kinh lo ngại đòn trả đũa này sẽ phản tác dụng, gây bất an cho các công ty nước ngoài và rốt cuộc sẽ gây thiệt hại cho chính nền kinh tế lớn thứ hai của thế giới. Sự thận trọng của Bắc Kinh xuất phát từ nỗi lo tăng trưởng kinh tế đang đổ gãy và mong muốn giữ ổn định đầu tư nước ngoài trong bối cảnh ngày càng có nhiều công ty nước ngoài cân nhắc giảm sự phụ thuộc vào các chuỗi cung ứng ở Trung Quốc, đặc biệt là sau đại dịch Covid-19 và sức ép ngày càng tăng từ Nhà Trắng. Vào hồi tháng 5, thì chuyên gia phân tích chuyên về Apple Mintikyo đã đưa ra quan điểm về việc là trong những chiếc iPhone 12 sắp tới, hãng sẽ không tặng kèm theo những chiếc tai nghe AirPods như mà cách hãng đã làm đối với những dòng iPhone trước đây. Và tin này khá là một tin đáng buồn đối với những ai chuẩn bị mua chiếc iPhone 12 đúng không nào? Tuy nhiên thì theo Kay nghĩ rằng thì trong tháng 9 sắp tới đây, chúng ta sẽ có được những cái bí mật được bật mí đáng bất ngờ. Mới đây thì theo Dan Ives, một nhà phân tích của Westbrook cũng bất ngờ đồng ý với quan điểm này. Cụ thể thì nhà phân tích này khẳng định những kiểm tra của chúng tôi cho thấy nhiều khả năng sẽ không có chiếc tai nghe AirPods nào bên trong hộp máy iPhone 12. Không khó hiểu khi động thái này nếu được thực hiện hóa sẽ giúp cho Apple cải thiện doanh số bán hàng của dòng tai nghe không dây AirPods. Liên quan đến chiếc iPhone 12 thì Westbrook cũng cho rằng là Apple sẽ ra mắt 4 mẫu iPhone trong năm nay, bao gồm cả những mẫu máy hỗ trợ công nghệ 4G và 5G. Sau mẫu ROG Phone 2 thì Asus vừa mới tuyên bố về việc sẽ cho ra mắt thế hệ tiếp theo của mẫu máy này với tên gọi là ROG 3. Và mới đây thì hình ảnh cũng như những thông số kỹ thuật của máy đã bị hé lộ. Theo hình ảnh được đăng tải thì mẫu Asus ROG 3 sẽ sở hữu thiết kế khá giống những người tiền nhiệm của mình, với mặt lưng được hoàn thiện từ kính và thiết kế rất là gaming. Ngoài ra thì mặt lưng của máy sẽ có đến 3 camera thay vì là chỉ có 2 camera như trước đây. Màn hình của Asus ROG 3 cũng vẫn tương tự như những người tiền nhiệm là ROG Phone 2 với viền màn hình dày và không đi theo xu hướng đục lỗ. Thêm vào đó thì các dải màu trên và dưới của loa đã bị loại bỏ. Tiếp đó thì số điểm AnTuTu bị rò rỉ của máy đã vượt qua Oppo Find X2 Pro là 604.123 điểm để vươn lên vị trí dẫn đầu là 646.310 điểm. Được biết thì phiên bản bị rò rỉ sở hữu vi xử lý là Snapdragon 865 được ép xung lên đến là 3.09GHz, 16GB RAM cùng với màn hình là 144Hz. Mặc dù là mới đây, theo Category Research đã tuyên bố về việc là Huawei đã vượt mặt Samsung trong việc là trở thành một hãng smartphone có thị phần hàng đầu thế giới. Tuy nhiên thì 4 vị trí dẫn đầu trong bảng xếp hạng doanh số smartphone trong quý 1/2020 lại thuộc về 4 mẫu iPhone. Theo Category Research cho biết, Apple vẫn dẫn đầu thị trường smartphone cao cấp với thị phần là 57%, kế đến là Samsung và Huawei. Trong khi hầu hết các hãng đều ghi nhận doanh số giảm, thì Apple lại tăng trưởng là 67% so với cùng kỳ năm 2019, nhờ vào những sản phẩm như Reno 3 và Reno 3 Pro G. Còn Xiaomi tăng trưởng 10% nhờ Mi 10G và Mi Note 10 Series. Đây là lần đầu tiên Xiaomi được đứng trong danh sách 5 cái tên dẫn đầu phân khúc cao cấp trên toàn thế giới. So sánh với những phân khúc smartphone khác, thì phân khúc cao cấp vẫn đang rất là vững chắc đối với 3 cái tên dẫn đầu khi mà Apple, Samsung và Huawei tổng cộng chiếm 88% thị phần trong quý 1 vừa rồi.
Và đó là những thông tin về công nghệ bổ ích trong ngày hôm nay mà Kay muốn đem lại cho các bạn. Và các bạn cũng đừng quên là hãy luôn luôn theo dõi bản tin Hi News vào lúc 19 giờ mỗi ngày. Đi cùng với đó là hãy nhấn subscribe để ủng hộ cho kênh Thế Giới Động Cơ mà nha. Còn bây giờ Kay xin chào và tạm biệt các bạn.